Máy xúc số phọc anh em nhá. Komatsu PC50UU trừ 2E. Con này gỗ cao su, hôm trước mình có quay video review đấy các bác. Số nghèo này là lún nghiêng rồi. Nó bị nghiêng một bên. Cần thì hơi mắc dây điện. Hôm nay thì máy đi xúc xe ô tô này. Đấy, nghiêng nghiêng. Đã có ô tô ấy đùn ra. Rất chi là chậm chạp. Ga nhỏ quá. Máy này thì hôm nay đang xúc đất. Xúc đất ở bên bên cái chỗ đất đất này người ta đổ vào được bác ạ. Bây giờ lại xúc trở đi chỗ khác, chắc là giải phóng mặt bằng ở đây đây. Bạn kia đồng nát đang chuẩn bị lên bệ. Đi di chuyển bằng chân vẫn hơi ngượng các bạn. Này cho lên YouTube nhá. Ga lên. Xích này vẫn chưa giảm. Máy này xích vẫn căng lắm các bạn, vẫn chưa được mượt như kiểu là cái xích sắt kia. Xích sắt thì thường thông thường thì nó trùng hơn một chút, xích cao su này nó căng, xích mới luôn. Vào chống ben các kiểu. Chỗ này nếu như mà không dọn cỏ thì là người ta sẽ giải phóng để lấy cái mặt bằng ở cái khu này này, toàn bộ cái đất đắp này. Đất này nếu mà cho vào móng hoặc là cho vào những cái chỗ nào nó sạch thì người ta sẽ thường thường là người ta sẽ dọn cỏ đi cơ, nhưng mà đây thì người ta không, bạn kiên mà nếu không dọn cỏ đi thì chắc là chỗ này thì sẽ lấy mặt bằng, lấy mặt bằng để làm cái nhà hoặc là làm cái gì đó ở đây. Ngày trước thì chắc là cái có một cái công trình nào đó thì đất thừa các bác, người ta không đổ đi đâu được thì người ta sẽ tập kết ở đây, và bây giờ người ta lại tiếp tục mang đi bán tiếp. Tiếp tục 4025 với lại 4097 anh em này. Còn con ngoài này là 4025. Chuẩn bị vào xúc xe. Kính nó còn mới lắm ấy, chưa muốn thay đâu. À đấy. Vỡ hạt ngô là không gỡ được đâu. Khá là nhiều cái mảng bê tông. Chỗ này còn có cả đá học nữa các bác. Cái đá này thì mình nghĩ nó là múc ở cái móng nào đó ra thì mới lẫn được cái đá học như thế này. Còn thông thường nếu như mà để múc ở một quả đồi nào đó thì không có đá học bao giờ. Ok, em sẽ làm cái video ngắn này các bác nhá. Xe này nó khoảng độ 6-7 cối cơ, xúc thì còn lâu nữa. Đấy, nay quay một cái video điện thoại qua cho anh em thấy thôi. Mình chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nhá.